Kênh Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý anh chị. Em là Điền đây. Trước mặt quý anh chị đây là mặt tiền đường chính đi ra quốc lộ 55. Thì từ đây mà đi ra quốc lộ 55 thì khoảng là một cây rưỡi anh chị. Ra quốc lộ 55 đó thì cũng như là chợ và ủy ban, trường học đó, tất cả ở đó thì khoảng một cây rưỡi nha anh chị. Thì hiện tại em đang ở đây là ở xã Bân Riền anh chị, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì em đang đứng ở đây thì là mặt tiền đường nhựa trục chính đi thẳng ra quốc lộ 55. Đường nhựa của mình là rộng là 6m nha anh chị. Vỉa hè luôn thì cũng chắc rộng hơn 6m đến 6m rưỡi, 7m á. Hướng trước mặt của anh chị là đi ra quốc lộ 55. Và cái hướng sau lưng của mình đây là hướng cũng vào khu dân cư. Nói chung dân cư ở đây cũng hơi thưa anh chị, cũng không đông lắm, nhưng còn vô sâu nữa thì là rẫy và các nông trại trong đó anh chị. Đất mình thì được cái là gần ngay chỗ đồi cù sinh thái anh chị, đồi cù sinh thái Bân Riền á. Đây anh chị, em xin giới thiệu với anh chị cái lô đất đây. Là lô đất của mình là có 65m mặt tiền đường này, đường nhựa này anh chị, 65m mặt tiền đường nhựa này. Và chiều sâu một cạnh á là 77m và một cạnh này 30 mấy mét. Và nó bẻ vô hướng bên này và tiếp tục nó sâu xuống khoảng 3 mấy mét nữa. Và hậu của mình còn là 40 mấy mét anh chị ạ. Tổng diện tích của mình á là 4.300 m² anh chị. Hiện tại trong đất mình thì có đang trồng cây điều cũng gọi là cũng choai thôi, chưa to lắm. Điều và tiêu anh chị, phía bên này là trồng điều này, phía bên này là trồng điều và tiêu. 65 mét mặt tiền đường này anh chị. Đất mình thì đang là quy hoạch đất cây lâu năm anh chị, đất vườn anh chị, chưa có thổ cư anh chị. Nhưng mà đất mình đã có cái nhà rồi, đã xây cái nhà để người ta làm vườn đó anh chị. Đây điều này và tiêu bên này. Cái nhà với lại vườn của mình thì hiện tại là vườn thông nhà trống, không có người ở. Trong đây là mấy trụ tiêu sâu vô 70 mấy mét luôn. Tiêu điều là chủ yếu. Có cái nhà, có cái nhà nghỉ ngơi. Tại nhà khóa lại rồi, em chưa vô trong cho anh chị xem được. Là ranh mình giáp với cái rào này luôn nha anh chị. Là 60 mét, 65 mét đó anh chị. Nhà mình thì làm khoảng đâu đó hơn 100 m² thôi, còn lại là đất vườn hết. Phía trong đất mình đây tiêu cũng khá là nhiều, hiện tại không có ai canh tác nha anh chị, đang là đất trống, vườn không, nhà trống. Anh mình qua tới đây. Chỗ mình thì nước máy thì chưa tới nơi, nhưng mà điện thì tới nơi rồi anh chị. Chỗ này đang xài là nước giếng anh chị, nước giếng, nước sông, ao gì đấy. Sâu rất là sâu, 77 mét. Từ vị trí đất mình mà ra tới trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như đi biển Hồ Tràm anh chị thì đâu đó là 5 cây số đến 6 cây số. Biển vị trí đất mình ra biển Lộc An, biển Hồ Cốc thì cũng gần khoảng 5 cây số, đi qua cái đường ven rừng anh chị. Điều này chắc tiêu với điều này trồng cũng lâu lắm rồi anh chị.
chung là thời điểm này chủ đất mình cũng kẹt tiền lắm mới bán cái này. Cái anh chủ nhà mình thì kêu là để về làm vườn mà giờ kẹt tiền quá, này phải bán rồi. Gia chủ mình đang rao bán với cái bất động sản nhà vườn này là giá là 7 tỷ nha anh chị. Nói chung là cũng có thương lượng, anh chị cứ liên hệ với em sẽ cho anh chị gặp chủ để mình thương lượng anh chị. Đường này thì đẹp rồi, quá tuyệt vời rồi. Dân cư đây thì hơi thưa nhưng mà ra đó xí thì là đông anh chị. Ra đây tí là dân cư đông rồi. Đường điện. Rồi anh chị nào quan tâm bất động sản này thì liên hệ em nhé. Em sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế cái bất động sản này.